Truyền thông thế giới đưa tin đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại khu mua sắm Ringwood Parkmont ở Ringwood, Indiana, tối ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo đó, sự việc xảy ra hơn 18 giờ ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 6 giờ sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Thị trưởng thành phố Ringwood, bang Indiana, Mỹ, ông Mark Myers cho biết thủ phạm đã bị bắn chết bởi một người có vũ trang khác đang có mặt tại hiện trường. Thủ phạm thực hiện vụ tấn công một mình, mang một khẩu súng trường cùng nhiều đạn dược, cảnh sát không công bố danh tính các nạn nhân, thủ phạm cũng như người đã bắn hạ đối tượng. Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực súng đạn tại Mỹ, xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ nổ súng vào đoàn diễu hành nhân ngày quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 ở Chicago, làm 7 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương. Trước đó hồi tháng 5 đã xảy ra xả súng tại siêu thị ở New York làm 10 người thiệt mạng và một vụ nổ súng tại một trường tiểu học bang Texas, là 19 trẻ em và hai giáo viên thiệt mạng. Một ủy ban của Hạ viện Mỹ dự định trong tuần này sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong gần 20 năm về một dự luật cấm bán vũ khí tấn công.